Hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại đến với tựa game Tao Tôi Sai này. Thì ok, hôm nay mình sẽ nói cho mọi người biết về việc các chạc Awakening cũng như việc thức tỉnh chạc mà mọi người hay nói là gì. Đấy. Thì ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào phần Sajangnim, quy này, rồi vào phần đột phá nhân vật. Đây là nơi mà các anh em bảo là thức tỉnh các kiểu này, rất là nhiều anh em dễ nhầm lẫn. Thì ok, thức tỉnh nhân vật là gì? Thì thức tỉnh nhân vật là việc mà anh em tiến hóa từ 6 sao này, từ 5 sao và 5 sao vàng này, thì các anh em sẽ tiến hóa lên thành sao tím. Thì cứ mỗi một sao tím thì các anh em sẽ tăng được thêm 2 level cho nhân vật. Đấy. Thì việc này ấy thì mọi người OVA ấy, người ta sẽ gọi là đột phá sao tím chứ không phải là gọi là thức tỉnh nhân vật nha. Tại vì về sau, vì sao á? Vì trong game này về sau sẽ có một loại chạc nhân vật mới gọi là chạc nhân vật thức tỉnh. Đấy, và nhân vật thức tỉnh như thế nào? Đây, mình sẽ show hình cho anh em xem. Đây là nhân vật thức tỉnh. Bạn thấy SR Yomina. Yomina SR nhân vật thức tỉnh. Đây là một loại nhân vật riêng nha, chứ không phải là anh em up từ còn Yomina lên. Không phải hôm nay giúp từ Yomina lên nha. Đây là Yomina. Đây là nhân vật Yomina SR. Ở đâu rồi? Đây là khi anh em đạt tới 5 sao đi thì anh em sau khi mà đột phá giới hạn lên sao tím thì vẫn là Yomina SR level 110 sao tím. Nó khác biệt hoàn toàn với lại là Yomina SR chạc thức tỉnh. Đấy, anh em hiểu không? Đấy, nó là hai sự khác biệt hoàn toàn nha. Nên là anh em đừng nhầm lẫn. Hiện tại có rất là nhiều người rất là nhầm lẫn nên việc mình hay nghe thấy trên Facebook một lần là siêu linh này thức tỉnh này, thức tỉnh lên nhân vật 6 sao này thức tỉnh ấy, thì không phải nha. Đó gọi là đột phá nhân vật lên sao ấy, lên sao tím thức tỉnh. Thì đột phá nhân vật lên sao tím như thế nào? Đây, mình mượn hình của một ông bên hàng nha. Ở đây sao tím, bạn thấy đây, đột phá nhân vật lên sao tím. Thì đột phá nhân vật tím thì con nào chả đột phá được, chỉ cần anh em max level nó, sẽ đợi một khoảng thời gian khi mà game cập nhật thì anh em sẽ mở được khóa chức năng là đột phá sao tím. Ok, thì như các bạn thấy thì đây là một chạc thức tỉnh, nhân vật thức tỉnh đã được đột phá full sao tím với code là 7. Thì đấy, các bạn có thể thấy rằng là việc các bạn chạc thức tỉnh này rất là tốn nhiều code nhé. Chuyện mà một chạc thức tỉnh tốn từ 5 code trở lên thì rất là bình thường. Vì sao? Vì nó rất impa, rất là bá. Một mình nó có thể cân được team. Đúng, một mình nó có thể cân team. Nhưng mà một mình có thể thôi nhé, nên các bác đừng quan tâm làm gì. Thì đấy là việc liên quan thức tỉnh. Thì chắc chắn tới đây các bác sẽ hỏi là khi nào sẽ ra nhân vật tỉnh. Thì theo mình dựa theo bên hàng ấy thì tầm 1 hoặc 2 tháng nữa thì nhân vật thức tỉnh đầu tiên sẽ được ra trên banner. Và làm cách nào để anh em có thể chiêu mộ được? Nhiều em bảo là sẽ dùng vé xanh có thể quay được, nhưng không, anh dùng vé đen nha. Vé đen này đấy, hợp đồng đâu tối mật. Bảo vé đen mua ở đâu? Bảo mua. Đấy, có nhiều cách mua đen, thứ nhất nhanh nhất luôn nhé, nạp tiền vào. Đấy, dụ quay chắc quay đồ, nạp tiền vào chắc chắn sẽ có váy đen. Đấy, mà mua có nào thì hiện tại là chưa có. Đấy, các bác cứ chờ thôi, chờ khi nào ra có đen thì mua. Đấy. Cái thứ hai là gì? Cách thứ hai chính là ở trong đây đánh PVP. Đánh PVP anh em mua đâu? Nhiều người trên YouTube hướng dẫn rằng sau khi mà anh em farm điểm PVP này, điểm Gauntlet này, anh em sẽ vô phòng theo mùa này mua vũ khí. Sai lầm nhé anh em, cực kỳ sai lầm. Vì sao? Vì về sau anh em có thể kiếm được vũ khí bằng cách đi farm T6, có thể kiếm được cách đi farm. Và vũ khí và việc mua cái này rất là không lợi ích gì hết. Vì sao? Vì cái dòng của nó, cái dòng này, đây, cái dòng chỗ góc này, nó ra random ngẫu nhiên. Thì ví dụ chạc của anh em là chạc tấn công, nhưng lại ra cái dòng máu dành cho chạc tăng, thì sao? Thì cái vũ khí này bứt. Đấy, nói thật rõ cho anh em biết luôn. Và cái này nhá, là mỗi tháng reset hết, nên em không cần lo. Mỗi tháng reset hết, mua một lần được. Nhưng mà về sau thì cái vũ T6 này farm rất là dễ, nên em không cần lo. Đấy, vấn đề là vậy. Và cái này còn 22 ngày nữa mới reset, nên em thoải mái mà farm. Nhưng vé đen nha, vé đen thì có thể anh em chỉ có thể mua được trong điểm Gauntlet này. Đây là ở shop 3 với 600 tiền, 600 và được 10 vé. Và vé đen nhá, anh em cứ tưởng là 10 vé đen sẽ quay được 10 lần. Không, anh em nhìn lại như này, 20 vé đen được một lần. Đó lý do tại sao một vài người kia là 3.000, cần 3.000 mấy vé đen mới mua được một chạc SR này. Đấy, anh em thấy 200 vé mới được 10 lần. Anh em tính đi, 200 vé mới được 10 lần. Thì đây 10 vé và 8 là 10 và 8 là anh em phải quay được 4 lần. Mua này sẽ mua 4 lần. Vậy vá là 600 tiền, 600 cái outlet này.
Và làm sao có thể mở khóa được hết 3? Thì đơn giản nhất, mua hết sub 1, mua hết sub 1. Đấy. Sau đó sub 2, mua hết sub 2. Được không? Đấy. Mua hết sub 2. Đấy. Mua hết luôn. Không chịu hết. Mua hết. Đấy, mua hết sub 2 này. Sau đó mới mua sub 3. Và hiện tại thì vẫn còn 9 ngày nữa thì anh em có là dư sức. Như anh em đã tập trung mua để dành ngay từ đầu rồi thì anh em dư sức có thể mua được vé đen này để về, để sau khi tầm 2 tháng nữa thì anh em chắc chắn sẽ có được chạc.